Để chủ động ứng phó với bão số 4, bão Noru, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thường trực tối đa quân số, huy động các loại phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động giúp đỡ nhân dân chủ động phòng chống bão số 4, kiểm tra, rà soát khu vực ven sông, suối, hạ lưu, hồ đập, công trình thủy điện, vùng thấp trũng, ven biển, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, kịp thời có phương án ứng phó. Cử các tổ công tác xuống địa bàn giúp đỡ bà con thu hoạch mùa màng, thu dọn ngư lưới nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất về thiệt hại do bão gây ra. Từ 17 giờ ngày 26 tháng 9, tỉnh Nghệ An đã cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi. Theo thống kê, toàn tỉnh có 3.348 phương tiện với 15.797 lao động. Tính đến 9 giờ sáng ngày 27 tháng 9, còn 5 phương tiện với 58 người hoạt động tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ đang di chuyển đến vị trí tránh trú an toàn. Tranh thủ thời gian trước khi bão số 4 tiến vào đất liền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi cấp tập chằng chống ra cố nhà cửa, công đoạn cuối, sơ tán nhân dân tài sản đến nơi trú ẩn. Hiện nay, mưa đã nặng hạt trên toàn tỉnh Quảng Ngãi và khu vực lân cận. Nước ở các sông suối đầu nguồn đổ xuống, khiến mực nước sông vùng hạ lưu các sông lên cao. Chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi thực hiện quyết liệt các biện pháp để sơ tán nhân dân đến nơi trú ẩn an toàn. Hơn 350 người dân được công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất Quảng Ngãi hỗ trợ xe đón về lưu trú tại khu nhà tập thể công nhân của công ty. Số ít hộ dân trú ẩn xen kẽ vào các hộ có nhà đổ mái bê tông kiên cố. Bà con nhân dân mang theo vật dụng, đồ dùng, thực phẩm thiết yếu đủ dùng trong 2 đến 3 ngày. Người dân các tuyến huyện ven biển tỉnh Quảng Ngãi từng chứng kiến nhiều lần sức tàn phá khi bão đổ bộ vào đất liền, nên phần lớn ý thức được độ nguy hiểm và chủ động sơ tán. Tính đến 10 giờ sáng ngày 27 tháng 9, công tác sơ tán người dân khu vực ven biển tỉnh Quảng Ngãi cơ bản đã hoàn thành. Các phương tiện như thúng, ghe được kéo lên bờ, úp nối vào các tuyến đường ở khu dân cư. Số tàu thuyền còn neo đậu ở các bến được buộc liên kết vào nhau để tránh va đập. Một số người dân còn ở lại trên tàu trông coi tài sản đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh và đoàn thể địa phương kêu gọi vận động rời tàu để đến nơi trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.